chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ làm sữa chua đó các bạn. Mà cái món này thật ra là làm chỉ là quay cho các bạn là chia sẻ cho vui vậy thôi, chứ cái dâu là rất là dễ làm. Cái món sữa chua này á, ai cũng biết làm hết trơn á. Thì ở đây ta có một lon sữa đặc, ta cho ra đây. Này rất là dễ. Rồi ta cho vào một lon nước sôi. Ta quậy cho tan cái sữa nó ra. Hòa tan hết cái sữa này đó. Đó, bây giờ sữa nó tan hết rồi đó các bạn. Ta sẽ cho vào đây là hai lon nước sôi mà để nguội rồi. Nước này nước nguội rồi, nước chín. Ta sẽ cho vào đây một cái hũ, một hũ dâu cái. Ta hòa tan lại. Sau khi ta hòa tan cái sữa với lại dâu cái đồ xong hết ra hòa tan rồi đó các bạn, thì ta sẽ cho vào những cái hũ như thế này nha. Đó, ta sẽ cho vào những cái hũ như thế này. Sau khi tôi cho sữa chua vào cái hũ như thế này rồi đó các bạn, thì chúng ta sẽ cho vào đây. Thay vì mình phải nấu nước sôi để ủ đó, mà ở đây ta có cái bình ủ này thì nó tiện lợi hơn chút. Còn đây tôi xin nói thêm là thí dụ như mình không có cái hũ này thì ta có thể là sử dụng cái bịch ni lông làm vậy vẫn được nè các bạn, rất là dễ. 2 4 5 6 7. À, có cái bình ủ này thì nó tiện hơn là nấu nước sôi rồi này kia lu bu. Ta sẽ đậy nắp lại. Ta sẽ đậy nắp lại. Không bưng qua kia hả? Để ta sẽ ủ như thế này trong vòng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đó, thì khi ấy thì dâu nó sấm lại rồi thì tôi sẽ lấy ra để các bạn ta cùng xem cho vui ha. Đó, ta không có bịch ni lông để làm á, ở đây ta không có hũ để làm thì ta vẫn làm được bằng cái bịch ni lông để vào nha các bạn. Đó, ủ vậy 4 tiếng đồng hồ sau
thì rau sẽ thành phẩm đó các bạn. Sau 5 giờ đồng hồ đó các bạn, dâu đã thành phẩm rồi đó các bạn. Để đâu mở ra cho các bạn coi coi. Đây. Thủy con đưa gần vô đây coi nè. Cái dâu nó láng mịn nè các bạn. Nó láng mịn giống như tàu hũ non vậy đó. Nó giống như tàu hũ non vậy đó các bạn. Để múc lên miếng coi. Thủy coi nè. Đó. Nó giống như tàu hũ non vậy đó. Cái này là mình chỉ ăn nó vừa đông đó, chứ mình chưa có đặt vào tủ đá. Nếu mà đặt vào tủ đá thì nó sẽ dày á, thì nó sẽ là mịn nè, nó ngon nè, đó đó, hấp dẫn quá ha các bạn ha. Thơm ghê, cái này làm sữa Hà Lan thơm quá chừng. Đâu để mình làm pha thử một cốc mình làm vô đá uống ha. Quay đây là phải à. Vậy nó mới là thành phẩm đó các bạn. Vậy nó sánh lại vậy giống như tàu hũ vậy đó, sạch sạch vậy nè. Tàu hũ non đó. Rồi cái mình để vô tủ đá thì nó đông lại nó mới mịn. Còn không ấy là nếu mà không thành phẩm là khi mà để vô tủ đông cái nước đá, cái bịch da ua nó kêu sột sột đó các bạn. Đó, chúng ta nếu mà không có hũ thì chúng ta vẫn sử dụng được bịch ni lông như thế này. Để cho vào một ít nước đá. Cái này mình khoảng mình ủ khoảng 4 hay 5 tiếng đồng hồ là được rồi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nào thích ăn chua nhiều một chút thì cho nó 6 7 tiếng gì đó đồng hồ vậy đó là được nha các bạn. Nó chua cái chua hơn chút. Rồi ta cho một chút ít đá vào. Đây. Như là vậy là ta đã có món da ua thơm ngon bổ dưỡng rồi đó các bạn. Đây. Đâu để mình thử miếng coi. Mời cả nhà nha. Đậm đà. Nó chua cũng không có chua quá. Mà nó cũng vừa uống lắm các bạn. Các bạn nếu mà có thời gian thì cũng nên làm gì nè để cái này mình uống gì cũng tốt cho đường ruột đó các bạn, dễ tiêu hóa. Dạ chào các bạn, video clip xin kết thúc tại đây, hẹn lại gặp các bạn những lần sau. Xin chào.